What? What? Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Miu Seven. Mình là bác xe em nha. Ok, tụi mình không phải cởi quần đâu, tụi mình lấy cái quần mà bị dính dưới dép mới lên nè. Hôm nay tụi mình sẽ đến với các bạn một trò chơi. Trò này cũng nhiều người chơi, hôm nay mình chơi lại không biết sao nha. Trò chơi đó là không dùng tay và tụi mình sẽ mặc cái quần vô. Chỉ dùng hai chân này làm sao mà đứng ngồi nằm kiểu gì cũng được, mà là miễn sao mà xỏ được cái quần vô trong người vậy đó, như mình đang mặc bình thường vậy đó. Ai là người chiến thắng thì sẽ được một chuyến du lịch Singapore cùng với một người đẹp. Ok, và let's go. Bây giờ tụi mình sẽ trải hai cái quần xuống nha. Và điểm 3, 2, 1 nha, bắt đầu. Có tháo déo không? Có. Không tháo déo rồi chơi. Không dùng tay nha. Không dùng tay mà. Muốn nằm, muốn ngồi, muốn làm gì làm đó. Nè, 3, 2, 1. Ai nhanh thì nó thắng nha. Ok. 1, 2, 3. Dứt. Trời ơi, gió bay. Mình có lợi thế là cái quần mình lựa ở nhà đem đi ở rộng, dễ chơi lắm. Cái cường hoa nội. Ê, dính vô rồi. Ê, dính vô cái quần đùi của nó. Chưa được. Chưa được. Chết mẹ chết con. Giờ sao lên? Tùy mày thôi chứ. Rồi sao lên ta? Thiếp mẹ lát lộ giữa thì cỡ thường. Đi. Nó dướng cái quần ngoài. Biết vậy nãy mà cái quần dài là chơi được á. Mỏi quá. Nó vướng cái quần đùi khó, nó không lên được. Đấy, lên rồi. Chưa. Từ mày có dùng tay không vậy? Từ. Sắp thắng rồi kìa. Lên hẳn chưa? Ê, trên dây nha. Được mà, có dùng tay đâu. Cười cái gì? Mày có là tính thắng chưa? Chưa, vẫn lên đàng hoàng chứ. Sao còn chưa thắng nữa mà mày. Nhìn anh cười quá, cười quá. Tụt mẹ nữa rồi. Tụt nữa rồi. Khó quá trời. Khó chứ không có. Làm được người ta làm hết trơn rồi.
Mày sẽ tính thắng không? Tính sao được. Anh Cường sắp thắng rồi kìa. Cái đít lên nó là thắng rồi. Quần dây thun nó dạng quá, vô không được. Sao lên ta? Mệt rồi, mệt. Mệt quá. Giờ lên cái đít này chấp anh thắng luôn nè. Em là lên không được rồi đó. Lên được cái đít này chấp anh thắng luôn đó. Cố gắng lên cược. Có cái đít nữa rồi. Cố gắng lên cái đít nữa đi. Cái đít nữa. Cái đít nữa rồi. Cho dặm lấy trên dặm kéo lên. Cho mà nãy giờ tao không đạp chân vậy không chứ đâu. Mày đừng có dùng tay là được. Em sắp thắng, em chưa cần thắng luôn. Anh xin lên. Vậy thắng kìa. Thắng sao được. Ui. Mệt quá. Mấy phút rồi ta? Thôi, không lên nổi nữa anh Cường ơi. Không. Thì giờ xét đi. Camera mình xét đi, ai thắng ai thua ai là quầy. Rồi, các chị em sai coi. Rồi. Anh Cường thắng, anh Cường lên thẳng đều hơn. Quầy đi mày ơi. Quầy cái gì? Không, lên hơn thế này em rồi. Không có bận vô được thì quầy đi. Không, đánh cao hơn. Coi như thôi quầy đi. Chứ giờ thắng thì tiền đâu mà đi du lịch Singapore với gái đẹp. Thằng này chấm nó dở quá, đã làm YouTuber không có tiền rồi còn bày đặt. Nó chấm quê đi. Má là quần khó ghê. Ok, và cuộc thi kết thúc tại đây mà không có ai phân thắng bại. Bởi vậy là tụi mình sẽ không mất một số tiền để đi du lịch Singapore. Ok. Và video của tụi mình cũng xin được kết thúc tại đây. Bạn bác sĩ em, bạn cảm nhận sao về trò chơi này? Em thấy trong mấy cái clip mà bên nước ngoài á, người ta mặc quần nhanh, áo nhanh á, em tưởng dễ lắm, ai ngờ em vô rồi cũng thử. Nước ngoài nó khó còn hơn là cái gì nữa. Ý nó là mấy cái clip á, nó mặc kiểu đồ như mà. Nước ngoài nó làm vậy này, mặc đồ nhanh á, nó khỏe. Tụi nó sao là tây khỏe, bởi vì gái Việt mới thích. Em tưởng nó dễ, trời ơi, mặc quần Việt Nam nó mình khó. Muốn mấy cái vậy là mỏi. Cảm nhận anh sao? Em thấy hơi khó mặc quần lắm. Nói chung là anh thì thấy cũng dễ thôi, hơi mệt chút xíu thôi. Nhưng mà có điều là lên tới đây là hết nước rồi, không có lên được nữa. Cái này mà một quần dài lên hết á, chứ phải dùng tới cái tay là lên từ lâu rồi đó. Cái cứ kéo tay thì dễ quá rồi, đây nó không cần tay mà cứ kéo ấy, nó xoắn cục ở trọng nó lên không được. Ok, và video tụi mình xin được kết thúc tại đây. Một trò chơi nho nhỏ gửi tới các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ cho tụi mình. Bye bye. Bye bye.